Uh, xin chào tất cả các bạn nhé. thì uh, hôm nay mình uh, sẽ uh, giới thiệu đến các bạn một số những loại cảm biến mà hay sử dụng uh, trong điều hòa và một số các loại mà dùng trong các cái uh, thiết bị khác. đó chính là các cái cảm biến thì uh, cảm biến thì nó dùng rất nhiều các bạn nhé. trong điều nhất là trong uh, các cái thiết bị nhiệt lạnh, điều hòa không khí rồi uh, thiết bị uh, bơm rồi bơm nước các thứ thì nó sử dụng rất là nhiều các cái dòng cảm biến khác nhau đấy thì đầu tiên là mình giới thiệu với các bạn đó chính là các cái cảm biến mà về đo nhiệt độ đấy các cảm biến này thì đo nhiệt độ của cái, các cái máy điều hòa thì nhà chúng ta hay dùng hầu như nhà nào cũng có đấy các bạn ạ thì trong các con điều hòa thì thường nó có khoảng hai loại một nó các cái cảm biến đầu ruồi như này à, nhỏ như này thì nó sẽ đo các cái nhiệt độ đầu hồi, cái nhiệt độ không khí ấy, và một số cái con mà điện trở của cái thân bằng đồng như này. Đó thì thường là nó để đo các cái um, nhiệt độ ở trên dàn. Đó thì hai cái này là sùng phổ biến trong các cái điều hòa dân dụng. Đó thì uh, cái cảm biến này hoạt động như nào? Thì uh, đơn giản thôi. Các cái con cảm biến này các bạn thì nó chỉ là các cái con mà Uh, nó gọi là điện trở mà có thể biến đổi được theo nhiệt độ đó thì uh, khi mà nó cấp vào đây một cái điện áp hai đầu dây này một cái điện áp thì uh, ở trên cái vi xử lý nó sẽ thu về một cái điện áp mà uh, nó biến đổi tức là khi mà cái điện trở biến đổi thì dẫn đến là cái uh, điện áp mà nó thu được nó biến đổi tức là nó biến đổi cái tín hiệu từ cái tín hiệu điện áp mà qua cái điện trở này nó làm biến thiên cái điện áp đó đi thì trên vi xử lý sẽ đo được cái con này đấy thì đối với các cái dòng này thì thường là trên bo mạch đấy, trên bo mạch thì thường ví dụ như đây là vi xử lý để nó đo nhé vi xử lý để nó đo này thì nó đưa về vi xử lý này thì À, bản thân nó trước khi vào vi xử lý thì thường nó hay có một cái con điện trở à, này có thể nói mát này và à, cái, cái con cảm biến áp suất nó sẽ, à, cái con cảm biến nhiệt độ nó sẽ nằm như này đấy và cái đầu này nó sẽ đưa vào một cái nguồn như kiểu là VCC, ví dụ là VCC và 5V chẳng hạn. đó thì à, cái điểm này nó đo được nó chính là cái cầu phân áp giữa cái con cảm biến này và con điện trở này đó thì nó sẽ đo được cái điện trở biến thiên vì con này khi con này biến đổi thì nó sẽ dẫn đến cái điện áp ở đây biến đổi đấy thì theo cái định luật ôm thôi thì nó biến đổi thì nó sẽ đưa về đây thì con này nó sẽ biết được cái độ biến thiên của cái điện áp này và nó đánh giá được cái con này nó đang báo là điện trở bao nhiêu từ đó nó quy đổi ra là bao nhiêu độ các bạn nhé đó thì là các cái sensor nhiệt độ mà thường hay gặp trong hệ thống điều hòa không khí đây cũng là một cái bo thì trên nó nó có một số con điện trở à, điện trở ở đây để nó nối ra cái con sensor này thì à, à, cái bo mạch thì mình không phân tích kỹ vì cái này nó thuộc về điện tử rồi đó thì đấy là hai con cảm biến thông dụng nhá con đầu ruồi này nó cũng đo như thế thì để mà kiểm tra các cái à, cảm biến nhiệt độ nó còn tốt hay không thì à, các bạn dùng các cái đồng hồ này mà để cái nấc khoảng 20 k chẳng hạn vì à, à, theo mình biết thì các cái điện trở thông dụng nhất nó từ 1k đến 10k là các loại 10k thì nó dùng nhiều hoặc là có thể là dùng 5k hoặc là 1,5k đấy tức là 1,5 kg thì như con này con này đây các bạn nhìn thấy là đây đó thì các bạn đo đo con này thì nó có khả năng là 5k các bạn ạ 5k thì là ở cái nhiệt độ tiêu chuẩn nhé Thế còn ở đây cái nhiệt độ nó đã khác cái nhiệt độ tiêu chuẩn đó thì nó sẽ lệch lệch đó và uh, các bạn uh, khi mà đo thì nó sẽ nó sẽ chênh lệch như vậy tức là chứ nó không giữ cái chính xác là bao nhiêu ca các bạn nhé mà nó biến đổi theo nhiệt độ đấy và cái nhiệt độ uh, mà bao nhiêu ca thì thường là cái nhiệt độ tiêu chuẩn là hai mươi mấy độ đấy thì nó tùy các nhà sản xuất họ sẽ uh, sản xuất và họ sẽ đặt cái mức tiêu chuẩn như thế Đấy như con này này Đấy con này cũng là 5K 4,5 này Ở cái nhiệt độ phòng bây giờ Nó khoảng độ 25 độ các bạn 25, 26 độ Đó và cái loại cảm biến thứ hai Mà mình muốn nhắc đến các bạn đó là, như là cảm biến áp suất nhé Nó được dùng rất nhiều trong các hệ thống bơm Và các hệ thống điều hòa trung tâm thì nó cũng hay dùng Và các hệ thống đo lường BMS thì đây là một con cảm biến áp suất này Thì các bạn nhìn thông số của nó đây thì cái điện áp vào của nó có thể là từ 10 đến 30V và à, con này thì nó ao ra là 4 đến 20 mA và cái giải đo của nó là từ 0 cho đến 13 có nghĩa là gì có nghĩa là ở cái mức 03 thì nó sẽ ở dưới cái 4 mA này cái tín hiệu thu về đấy và 13 thì có thể nó đạt ngưỡng là 20 mA thì à, các cái um, mà mà cảm thấy suất sore thì nó có hai dạng tín hiệu thôi, mình thấy là có hai dạng đó là 4 đến 20 này miliampe hoặc là 0 đến 10 V hoặc là 2 đến 10 V hoặc là 0 đến 20 mA. Thì nó chỉ có hai loại là V và tức là điện áp và dòng. Đấy thì nó có bốn cái chuẩn thường là như thế. Thì đó là các cái dòng sensor áp suất nhá. Đó thì như con này nó có 2 dây thì nó sẽ cấp nguồn vào một đầu và một đầu nó đo. Thì nó cũng giống như là cái đo cái kiểu của thằng cảm biến nhiệt độ thôi. Thì thằng này nó đưa ra là cảm biến áp suất. Thế một cái loại mà thứ ba mình cũng giới thiệu với các bạn đó chính là cái dòng này. Thì cái dòng này nó là cái con đo chênh áp này. và chênh áp nha các bạn nhá. Đây là đầu âm này và đây nó ký hiệu đầu dương, có nghĩa là đầu này sẽ đưa vào áp suất dương, đầu này đưa vào áp suất âm. Đó thì nó sẽ tính được cái độ Tranh lệch áp suất giữa đầu dương và đầu âm. Đấy thì nó để nó đưa ra, thực ra nó không tính được đâu. Nhưng mà uh, uh, cái cảm trong nó có cái con cảm biến để đo đo cái áp suất chênh lệch giữa hai đầu và nó sẽ đưa về uh, một cái dây tín hiệu. Thì ở đây nhá, ở đây này, như cái con này thì cái uin của nó các bạn chú ý là 10 đến 15 đến 30 V. Đấy nó wow là 0 đến 10 V. Cái range của nó là 0 đến 43 và con này là delta P sensor đo chênh áp à pressure sensor delta nghĩa là cái độ chênh về áp suất. Đó thì uh, nó có 3 dây thì uh, đây black, blue và brown. Thì đây các bạn như các bạn nhìn thấy nó có 3 sợi đúng không ạ? Đấy thì uh, ở đây nó cũng ký hiệu rất là rõ rồi. Brown là 24 V vào này. Và blue là âm của 24V Còn cái đen này nó là tín hiệu mà của thằng này nó ao ra Đó thì à, sử dụng các cái cảm biến áp suất như thế này Thì khi mà à, ta cấp một cái nguồn là tầm khoảng 24V Thì mình thấy là thường là người ta hay ao ra cái nguồn là 24V Thì để cấp vào hai cái chân này đó, Sau đó thì à, ở cái chân tín hiệu ao này, u ao này Thì ta thu được một cái điện áp từ 0 đến 10V thì nó tương ứng với cả 0.43 có nghĩa là à thằng này nó ao ra này, từ 0 đến 10 thì cái này là 0.4 đúng không ạ? Thì cứ 43 chẳng hạn thì nó có thể tương đương với cả 10 V. Còn 0.3 tương đương với 0 V. Vậy thì khi mà nó thu được uh, 5 V thì nó hiểu đấy là 23. Và khi mà nó thu được là 2.5 V thì nó hiểu đấy là à uh, 13 các bạn nhé Thì uh, đấy là cái dòng về áp suất. Đo áp suất thì các cái con các cái con áp suất khác thì nó cũng đo tương tự như vậy các bạn nếu nó cấp nguồn vào nhé hay là các cái tín hiệu của van hay của nhiều thứ khác thì nó cũng hay sử dụng phổ biến là các cái tín hiệu ao ra này này là từ 0 đến 10V này à, từ 2 đến 10V này à, nó, nó biến thiên nhé các bạn nhé và từ 0 đến 20mA và từ 4 đến 20mA thì thường là nó có bốn cái chuẩn mà cấp cái cái điện áp đo về như vậy. Và cái con vi xử lý nó sẽ đo ở cái chân này. Đo ở cái chân uh, từ 0 đến 10 này thì nó tương ứng nó quy đổi ra thành là cái tranh áp ở đây nó đang là bao nhiêu. Đó thì uh, nó có mấy cái dòng cảm biến áp suất mà um, uh, cũng hay gặp ở trong uh, các cái hệ thống mà uh, tòa nhà rồi bơm nước rồi các thứ là như vậy. Đó thì uh, Uh, một vài những cái chia sẻ của mình về cái các cái cảm biến đo suất nhá thì hy vọng là cung cấp cho bạn một cái kiến thức nhỏ nhỏ như vậy Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.